cồn. Mình cần bắt lên mình lấy cái đố nó đi nổi, nó ra nó bị phạt chết ngay. Thế thôi ra ngoài mình nhường một tí thôi. Mình chỉ cần bắt đầu lên cái nó đến đi. Mình tắt mẹ máy xuống hỏng máy nó phạt đố. Chắc chắn là dính đòn. Thằng đấy là dính đòn rồi. Dính đòn là người đòi. Cam là cái chắc rồi. Cam nó bắt rồi. Vâng. Thôi mình nhường ra tí. Nó khi nó chặn đầu kia rồi đấy. Không, nó vừa công bố phạt nguội ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 7 là nội phạt 500 bảy mấy trường hợp mà phạt nguội đánh giấy về nó có hình ảnh hết rồi. Nó không thể cãi được nữa. Không nộp trước thì phải nộp sau. Thế đó, không nộp không đăng kiểm được. Đến lúc đăng kiểm nó chi tung hết. Đến lúc đăng kiểm là nó thu hết mà. Không, không nó không đăng kiểm cho. Đến đăng kiểm nó không đăng kiểm cho. À, đây. Và bởi vì là em đi đăng kiểm xe của nhà anh biết rồi. Gia đình mình đến mấy thằng cái cãi bỏ tôi lộp rồi anh phải có hóa đơn. Lộp rồi có hóa đơn, lộp rồi ở trên này người ta phải xóa của anh đi. Đúng rồi. Và lộp rồi anh đi chưa nộp ở đây vẫn còn đấy. Hệ thống nó có hệ thống hết rồi. Thế này phải quay về đi nộp. Là phải đi mà nộp đó. Đi mà nộp muộn nó gây khó khăn nó phạt thêm. Báo cho anh gửi cả hình ảnh rồi. Cố tình trốn tranh anh không nộp nào, anh không đăng kiểm nổi đâu rồi. Còn quốc có hệ thống rồi, không cần hệ thống nào.